Trump xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 12 năm 2019, chương trình sự kiện quanh ta có những nội dung như sau. Thầy giáo Nguyễn Đăng Tĩnh kháng cáo tàn bộ bản án sơ thẩm. Hải phòng bất ngờ với hơn 2.000 người Trung Quốc đến tổ chức hội nghị. Mỹ Tổng thống ông Donald Trump chính thức khai trương lực lượng không gian. Biểu tình ở Hồng Kông, cảnh sát đụng độ nhiều người ủng hộ người Duy Ngô Nhĩ. Bên luận xã hội với bài viết Từ Tha La đến Lộc Hưng của tác giả Phạm Thanh Nghiên cùng nhiều phần tin khác, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết sau đây. Mở đầu là tin về Việt Nam, với tin liên quan đến dân chủ nhân quyền. Thầy giáo Nguyễn Đăng Tĩnh, người đang thụ án 11 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, vừa có quyết định kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đã được tuyên cho ông trước đó vào ngày 15 tháng 11 năm 2019. Vào hôm 15 tháng 11 vừa qua, thầy giáo dạy nhạc Nguyễn Đăng Tĩnh sinh năm 1976 bị tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án 11 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của Bộ luật hình sự năm 2015. Kết luận của hội đồng giám định tập thể Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An đã xác định thầy giáo Nguyễn Đăng Tĩnh sử dụng trang Facebook mang tên mình để đăng tải chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung vi phạm pháp luật. Các tài liệu trên có nội dung tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phi bán chính quyền nhân dân, xuyên tạc lịch sử, bài nhà lãnh tụ, xâm phạm chính quyền nhân dân và chế độ chủ nghĩa xã hội nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Kết luận có đoạn đã viết. Nói về khả năng thành công trong quyết định kháng cáo của thầy tỉnh, thầy luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết, theo truyền thống của hoạt động tư pháp Việt Nam, đối với những bản án thuộc dạng an ninh quốc gia như thế này thì ở phiên phúc thẩm gần như không có cơ may nào. Tuy nhiên, thì luật sư Đặng Đình Mạnh cũng cho rằng Việc kháng cáo của thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh ít nhiều thì cũng có những lợi ích nhất định nhằm nhắc lại vụ xử, khiến người dân quan tâm đến vụ án. Hơn nữa thì người kháng cáo dù sao cũng vẫn còn chút hy vọng bản án phúc thẩm sẽ có thể thay đổi. Theo truyền thông trong nước đưa tin, các cơ quan chức năng của Hải Phòng vừa được lệnh vào cuộc để kiểm tra, làm rõ một sự kiện tập trung hơn 2.000 người Trung Quốc trong thành phố vào cuối tuần trước. Như trang tin từ Việt Nam dẫn lời người dân địa phương đã xác nhận, đoàn khách nói tiếng Trung Quốc đã đi trên khoảng 60 xe khách đến trung tâm tiệc cưới Hải Đăng, nơi có sức chứa lớn nhất Hải Phòng. Tin cho biết thêm, đoàn khách này đã đến Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh vào ngày 19 tháng 12, rồi đến Hải Phòng dự tiệc tri ân khách hàng của ba doanh nghiệp du lịch Trung Quốc. Khi được hỏi về sự kiện này, thì ông Nguyễn Kim Pha, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã nói, với báo Dân chỉ rằng, thành phố đã giao cho công an, sở ngoại vụ, sở công thương và các cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh thông tin, đồng thời cho biết thêm rằng quan điểm của thành phố là sẽ nhanh chóng làm rõ hoạt động trên là như thế nào, có phép hay không phép, để có hướng xử lý và thông tin cụ thể đến báo chí. Phía sở văn hóa thể thao thành phố thì nói họ không nhận được bất cứ thông tin gì về hoạt động này vì nhóm khách đến đột xuất và đã đề nghị thành phố dừng hoạt động của nhóm này. Trong khi đó, thì lãnh đạo công an và sở du lịch thành phố Hải Phòng đã nói với báo thanh niên rằng sự có mặt của hơn 2.000 khách Trung Quốc như trên là một hoạt động du lịch bình thường và hoạt động này đã được thông báo với Công an thành phố Hải Phòng và Sở du lịch. Trong khoảng thời gian gần đây, các hoạt động tập trung đông người Trung Quốc tại Việt Nam đang thu hút sự chú ý của công luận, dù bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước đang rơi vào tình trạng căng thẳng vì những hoạt động mang tính khiêu khích nhằm khẳng định chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông và nguy cơ về an ninh đã gây ra từ số lượng khổng lồ du khách Trung Quốc đổ vào Việt Nam mỗi năm. Theo ghi nhận từ tổng cục thống kê vào tháng trước, số lượng khách đến Việt Nam vừa đạt mốc mới cao nhất từ trước tới nay nâng tổng số khách quốc tế đến Việt Nam lên gần 16,3 triệu người. Trong đó, thì du khách đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm đến 57%. Theo một đại diện của Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, thì mặc dù du khách Trung Quốc, Hàn Quốc chiếm đến 70%, thì phần khách du lịch quốc tế đến thành phố, nhưng có đến 88% du khách đến đây bằng tour giá rẻ hay tour không đồng, gây thất thu không nhỏ cho nhân sách nhà nước, kèm theo nhiều hệ lụy khác. Vừa rồi là tin từ Việt Nam, tiếp theo là tin quốc tế. Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump chính thức tài trợ thành lập và khai trương một lực lượng quân sự mới của lầu năm góc, tập trung vào chiến tranh không gian. Lực lượng không gian Hoa Kỳ là một quân chủng mới lần đầu tiên được thành lập sau hơn 70 năm và được đặt trực thuộc Không quân Hoa Kỳ. Phát biểu từ một căn cứ quân sự gần Washington, ông Trump đã mô tả không gian là lãnh địa chiến tranh mới nhất của thế giới. Lực lượng không gian sẽ giúp chúng ta ngăn chặn sự xâm lược và kiểm soát địa hạt cao nhất. Ông nói thêm Tổng thống ký ngân sách quân sự thường niên trị giá 738 tỷ đô la. Sự ra bắt của lực lượng không gian sẽ được tài trợ ban đầu là 40 triệu đô la cho năm đầu tiên. Lực lượng này không có ý định đưa quân đội vào quỹ đạo, nhưng sẽ bảo vệ các tài sản của Mỹ, chẳng hạn như hàng trăm vệ tinh được sử dụng để liên lạc và giám sát. Quyết định thành lập diễn ra sau khi giới lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ thấy Trung Quốc và Nga đã được nhiều tiến bộ trong ranh giới quân sự cuối cùng này. Phó Tổng thống Mỹ ông Mike Pence đã nói, Nga và Trung Quốc sở hữu các loại vũ khí laser trên không và hỏa tiễn chống vệ tinh mà Mỹ cần chống lại. Môi trường không gian đã thay đổi về cơ bản ở thế hệ trước. Một nơi từng là môi trường hòa bình và không có tranh chấp, giờ đã trở nên đông đúc và thù địch. Lực lượng không gian sẽ được xây dựng dựa trên cơ sở hiện hữu của Bộ Chỉ huy Không gian Hoa Kỳ, Spacecom, được thành lập vào tháng 8 năm 2019 để xử lý các hoạt động không gian của quân đội Hoa Kỳ. Bộ trưởng Không quân Barbara Barrett đã nói, Lực lượng không gian sẽ bao gồm khoảng 16.000 nhân viên không quân và dân sự. Lực lượng mới sẽ được tướng không quân John J. Raymond, người hiện đang điều hành Spacom, chỉ huy. Tiếp theo là tin về Hồng Kông. Cảnh sát chống bạo động đã xịt hơi cây để giải tán cái đám đông người chống đối tập trung ở trung tâm tài chính thành phố vào hôm Chủ nhật, sau khi cuộc biểu tình ôn hòa ủng hộ người Duy Ngô Nhĩ trở nên hỗn loạn. Nhiều cảnh sát được triển khai đến quảng trường nhìn ra bến cảng Hồng Kông để đối mặt với người biểu tình. Những người chống đối đã ném chai lọ và gạch đá vào cảnh sát. Vào đầu giờ chiều thì đám đông khoảng hơn 1.000 người đã bình tĩnh lại. Họ vẫy cờ và áp phích ủng hộ người Duy Ngô Nhĩ. Một đám đông có cả thanh niên lẫn người lớn tuổi, mặc đồ đen và đeo mặt nạ, giờ cào các biểu ngữ với nội dung tự do cho người Duy Ngô Nhĩ, tự do cho Hồng Kông và tự trị giả tạo ở Trung Quốc dẫn đến diệt chủng. Các giới chức của Liên Hiệp Quốc và các nhà hoạt động cho biết ít nhất một triệu người Duy Ngô Nhĩ và thành viên của các nhóm thiểu số Hồi giáo khác đã bị giam giữ tại các trại cải tạo ở Tân Cường kể từ năm 2017 trong một chiến dịch bị Hoa Kỳ và các nước khác lên án. Phong trào biểu tình ở Hồng Kông hiện bước sang tháng thứ Bảy, mặc dù đã tương đối lắng dịu xuống trong những tuần lễ cuối năm. Nhiều người dân Hồng Kông tức giận với những gì họ thấy khi Trung Quốc can thiệp vào các quyền tự do đã hứa với thuộc địa cũ của Anh, khi lãnh thổ này được trả lại cho Trung Quốc cai trị vào năm 1997. Vẫn là tin quốc tế, tàu vũ trụ Starliner của Boeing đã về mặt đất ở bang New Mexico của Mỹ vào sáng sớm ngày 22 tháng 12. Công ty này cho biết phần mềm bị lỗi sau khi Starliner được phóng đi đã buộc họ phải cắt ngắn chuyến bay không người lái của phi thuyền được dự định sẽ kết nối vào trạm vũ trụ quốc tế. Starliner đá vào lúc 7 giờ 58 phút sáng giờ đồng bộ Hoa Kỳ xuống sa mạc White Sands, kết thúc 48 giờ đầy biến động các cuộc thử nghiệm tàu vũ trụ tự hành mang tính cột mốc của Boeing được thiết kế trong kế hoạch của NASA nhằm chấm dứt sự phụ thuộc vào Nga và của Mỹ trong các chuyến bay đưa người vào vũ trụ. Cuộc hạ cánh hoàn hảo của Starliner là kết quả giá trị nhất của cuộc thử nghiệm tàu vũ trụ của Boeing sau khi bị thất bại trong mục tiêu cốt lõi là kết nối vào trọng không gian. Cuộc phóng lần đầu tiên của tàu CST-100 Starliner là một thử nghiệm quan trọng của Boeing. Công ty này đang cạnh tranh với SpaceX, công ty tên lửa tư nhân của tỷ phú công nghệ cao Elon Musk trong nỗ lực khôi phục khả năng đưa người vào không gian của NASA. SpaceX đã phóng thử phi thuyền Crew Dragon không người lái đến trọng không gian thành công vào hồi tháng 3 phi thuyền Starliner được phóng đi thành công từ Florida vào hôm thứ Sáu. Nhưng một lỗi hẹn giờ tự động của máy tính đã khiến nó không vào đúng quỹ đạo để kết nối với trạm không gian. Thất bại xảy ra trong lúc Boeing đang cố tìm kiếm chiến thắng về kỹ thuật để lại niềm tin của công chúng sau một năm khủng hoảng tiếp theo sau hai tai nạn máy bay Boeing 737 MAX của họ. Trong chương mục bình luận xã hội hôm nay, Phương Trâm xin gửi đến quý vị bài viết Từ Tha La đến Lộc Hưng của tác giả Phạm Thành Nghiên. Bài viết đăng trên trang Facebook tác giả vào ngày 22 tháng 12 năm 2019. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Vào những ngày cuối năm, tiết trời Sài Gòn se se lạnh. Khắp nơi trong cái thành phố ồn ào hối hả này đã phô diễn cảnh sắc rực rỡ của mùa Giáng sinh. Các xóm đạo đã lên đèn, từng và sáng chiếu soi từng con ngõ tỏ rõ như ban ngày từng ngôi nhà thờ và cả từng góc xóm nhiều hang đá đang được nhanh chóng dựng lên. Đã có những phố hang đá, những đồi hang đá, những đoàn xe hoa rước hang đá. Ở đâu đó, những địa danh gắn liền với cuộc sống dạng đơn trước phát. Hôm nay, đôi chị danh em xuất hiện trên các trang mạng xã hội khẳng định đẳng cấp của mình. Càng ngày càng có nhiều thứ lạ. Cái lạ của người đời mang đầy ước muốn không đụng hàng. Đấy là lý do để xuất hiện nhiều kiểu hang đá, nhiều kiểu trang trí, nhiều kiểu diễn nguyện mới mang lại nhiều màu sắc mới nhưng cũng không ít kiểu gây tranh cãi đề tài tranh cãi nhiều nhất vẫn là lập trường xã hội trong sắc màu tôn giáo ý thức xã hội là một vấn đề nhạy cảm và nóng trong hoàn cảnh sống ở việt nam hiện nay nhưng dư luận xem ra khá hứng thú và mặn mà với không gian này ngược lại vấn đề trang trí và làm hang đá mùa giáng sinh bắt nguồn từ cảm thức tôn giáo và năng lực mỹ thuật thì gần như không ai bàn tới nếu là một người không bận tâm đến các vấn đề xã hội hoặc là một người xa lạ với đất nước và con người Việt Nam. Nhìn qua các hình ảnh vô diễn của các mùa Giáng sinh trước và cả mùa Giáng sinh năm nay nữa, hẳn sẽ dễ dàng kết luận về Việt Nam là một xã hội an bình, no ấm và tự do, đáng sống. Thật xót xa cho những giáo điểm xa xôi, thật đau lòng cho cộng đoàn bé nhỏ nghèo nàn trực chờ suốt đêm ánh đèn xe của người linh mục xuyên rừng đến giải tội và dân lễ không thể hẹn giờ có dây đèn nào chiếu sáng cho đoàn người lũ lượt những anh em dân tộc bồng bế rời bản làng, kéo nhau về phố thị, diệt lễ nửa đêm. Có miếng bánh, miếng kẹo nào cho những ánh mắt ngơ ngác sáng ngày đại lễ đi qua các phố đạo rực sáng, với từng cánh cổng lặng lẽ âm thầm đóng kín sau một đêm chất ngất cơn say. Ngay trong lòng thành phố đầy hoa lệ, trên giữa những ngôi nhà thờ, những xóm đạo rộn rã mừng vui, có một xóm đạo lọt thỏm vào các buồn tuổi cô đơn của ngày đại lễ những hang đá ngất ngây không biết có lúc nào nghiêng mình nhìn đến cái hang đá nhỏ bé nghèo hèn bị giật tung kéo đi kèm những lời chửi rủa tục tiểu và những giọt máu trên đầu trên thân hình của những ai cố gắng giữ lại cố gắng bảo vệ niềm vui nhỏ bé chút tự do tôn giáo còn con của xóm đạo mình và cuối cùng là tiếng nứt nở bên đóng mảnh vụn của tượng thánh gia bị vỡ tan hôm qua có người gửi cho tôi hai bài hát tha la xóm đạo và hận tha la đều viết về một cộng đoàn nhỏ bé hiền hòa nhưng xóm đạo nhỏ bé ấy đã trở nên điêu tàn khi giặt tràn qua cướp phá gây chết chóc đau thương thà la ngày nay đã được xây dựng lại cuộc sống tuy khó khăn nhưng hình bóng đổ nát không còn nữa từng vạt rừng tre cao ngất đưa thà đến một thương hiệu nổi tiếng về loài cây gần gũi với cuộc sống của người việt tiếng máy cắt máy cưa chế biến tre vang lên theo từng con xóm từng con đường nhưng văn học nghệ thuật và tâm trí con người nhất là giáo dân Tha La, không quên được cảnh cướp phá, không quên được cảm giác kinh sợ sự tàn ác khi những kẻ không chung màu da, không cùng tiếng nói đã đập tan bầu khí thanh bình của xóm đạo. Đấy là Tha La với mối hận thuộc về quá khứ mấy chục năm về trước. Ngày hôm nay, người dân xóm đạo vườn rau Lộc Hưng không phải khoác lên người bộ trinh y như người dân Tha La xóm đạo năm nào. Nhưng cái não nùng, cái buồn lây lứt của nỗi sầu quốc biến vừa chất ngất không người Người ta vốn dĩ thích sự tròn trịa, hoàn hảo. Nhưng sự vẹn nguyên mang tên nỗi đầu thì mấy ai cần đến. Nỗi đau ấy vừa mới đến từ hôm qua và đang hiển hiện trong ngày hôm nay. Rồi sẽ ở lại trong nhiều tháng, nhiều năm, qua nhiều phần đời của người dân vườn rau Lộc Hưng làm lũ nữa. Có ai còn nhớ thầy giáo Long dạy cấp 3 nhiều năm dày kinh nghiệm, qua nhiều lớp có uy tín, được học trò quý mến. Sau cái ngày kinh hoàng 8 tháng 1 2019, ông bị trầm cảm, gần một năm rồi vẫn còn hoảng loạn, mất trí nhớ, trở thành người tàn phế, gánh nặng cho cả gia đình. Cô Minh Thi, giáo viên dạy nhạc, tâm hồn thường bỗng trầm theo những dòng suối âm thanh. Bây giờ mỗi khi nghe tiếng máy xây dựng, tiếng bánh xích, tiếng đập phá tường, cô lại bị ám ảnh, đau óc quay cuồng. Cũng sau cái ngày căn nhà của mình cùng 500 căn nhà khác theo vườn rau lộc hưng, bị biến thành đóng đổ nét khổng lồ. Anh Tám đã thành một bệnh nhân tâm thần còn nhiều. Còn nhiều những tâm bệnh kim chặt vào thân phận người dân Lộc Hưng không thể đồng đếm được. Lộc Hưng hơn một năm nay là cả trăm gia đình không cửa, không nhà, tứ tán, tha phương. Là cả ngàn người ngồi giữa đêm sương với cái nắng gây gắt bên cầu khẩu hiệu chăm lo cái Tết cho bà con vườn rau Lộc Hưng như một sự mỉa mai để ai oán. Gần một năm rồi không công ăn việc làm, gần một năm rồi không nhà, không cửa, gần một năm rồi bị xua đuổi, Gần một năm rồi kêu ai khắp nơi Thà là hôm qua Giặc tràn sang cướp phá Vườn rau lọc hưng Thì giặc nào tàn phá hôm nay Chuyên mục bình luận xã hội vừa rồi Đã kết thúc chương trình sự kiện quanh ta hôm nay Chương trình sự kiện quanh ta sẽ được phát Trên trang tin mừng cho người nghèo mỗi ngày trong tuần Từ thứ 2 đến thứ 6 vào lúc 19 giờ. Phương Trâm xin cảm ơn quý vị Xin kính chúc quý vị một ngày vui vẻ an lành Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai